Xin chào. Tôi là dược sư Đặng Thành An aka Negif. Tôi là người Việt Nam đầu tiên chào tất cả mọi người ạ. Anh trai hay sai Hurricane xin kính chào độc giả Elman Việt Nam. Xin được kịp say hi. Xin chào độc giả của Elman. Chúng tôi là team Ngon Nga. Đây là Hurricane, Diễn Tuấn Kiệt, Isaac và Negif. Em biết ai đó? Mấy chỗ nấu mi nè. Em biết ai? Không. Ủa, em biết ai đó? Tôi biết luôn, cặp môi này không lẫn vào đâu được. Em biết ai đó? Cặp môi dày cái này không lẫn vào đâu được. Em lại Nguyên Ly. Đúng rồi. Gán. Ủa, em. Sao mà em dữ? Sao mà quá dày vậy? Quá dày. Nhỏ môi em dày quá vậy? Quá dày mà, quá dày mà. Nhưng mà nói thiệt nha, như là đúng ra em phải làm diễn viên hài mới đúng. Rồi, từ nhỏ nhìn thấy là rồi dũng hài rồi. Dễ thương à. Cái cưng này Đức Phúc. Không rồi, tôi nhiều Quyên Lê. Quyên Lê nè. Quyên Lê. Quyên Lê hả? Con ghê Quyên Lê. Quyên Lê. Quyên Lê lúc chưa giảm cân. Ok. Còn cái trai vậy? À, Quang Hùng. Quang Hùng phải không? Chính xác, Quang Hùng Master đi. Mắt to vậy? Ừ, thì mắt to. Đó, mắt này kiểu mắt Quang Hùng nè. Ok, vậy đúng vậy. Mắt to. Anh chắc chắn 100% luôn, chung nhóm anh mà. Dạ, nếu sai thì sao? Sai thì thôi. Sai thì sai thì bị Hùng nó buồn. Rồi. Ủa? Tên. Trời ơi. Này không phải Hùng rồi. Này không phải Hùng buồn nha, này cấp tình buồn. Tên buồn đó. Ừ. Trời ơi, chương trình nào mà sao tôi biết lỗi vậy? Rapper nè gái. Tức là rapper nè gíp. Trời ơi. Thì ra từ nhỏ em đã vậy rồi. Cái vai rồ quá trời rồi. Thôi. Ai vậy? Ai mà nhìn khó đoán vậy? Hải Đăng Đu. Phải không? Không phải. Hải Đăng Đu. Phải đâu. Ôi mặt góc cạnh đi lai quá vậy. Mặt ngầu ơi, mặt ngầu ngầu từ nhỏ đến nay. Không có, không phải tôi bay. Tôi là tôi nhận lên cái mặt là tức cái mặt hình của Hùng Hình. Hùng Hình đúng rồi, Hùng Hình, Hùng Hình, Hùng Hình, Hùng Hình. Hùng Hình, Hùng Hình, Hùng Hình, Hùng Hình. Ok, Hùng Hình. Hùng Hình hả? Trời ơi. Con đẹp đúng Hùng Hình. Trai quá ha. Ôi ôi, vét nữa kìa. Gì vậy? Nhìn mặt nó cười vậy. Ờ, ai vậy? Không thấy rõ lắm. Ủa, ai ta? Giống như đồng mít vậy. Ừ. Sao mà nhìn ra được vậy? Phải không ta? Không, tấm hình này chắc hồi xưa lắm. Khó ha, cái này khó thiệt ha. Ali Hoàng Dương. Đáng đại đi. Ủa? Ôi sao khác bây giờ lắm chứ? Thì thành công. Thành công rồi. Ôi xin chào Elman Việt Nam, chúng tôi là... Mình là Hurricane. Diễn Tuấn Kiệt. Isaac Negif. Và chúng tôi là team Ngân Nga.